Thanh Hùng For Soul, đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Chuyện tuyệt đẹp giữa Casemiro và Real Madrid cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Không ai ngờ, cái đêm băng huyền diệu vừa qua là lần cuối cùng Camarista được chứng kiến người cận vệ trung thành của họ giơ cao một danh hiệu Champions League giành giá. Những tấm ảnh, những thước phim về cỗ máy người Brazil sẽ được lưu lại như là một trong những giai thoại đẹp đẽ nhất của Real Madrid trong thế kỷ 21. Đối với Casemiro, người ta không còn nhiều mấy từ để miêu tả về cầu thủ này. Nhưng nếu có thể dùng biện pháp so sánh nào đó thật sát với thực tế, thì Casemiro chính là chiếc động cơ vĩnh cửu của Real Madrid. Là con trai cả trong gia đình nghèo tại thành phố São José do Campos và São Paulo, tuổi thơ Casemiro không như đám bạn nỗi khổ trong xóm hay những gia đình khác đông con, vợ chồng đồng lòng san sẻ cơ cực. Gia đình Casemiro ngược lại, Servando không phải người cha mẫu mực từ khi Casemiro chào đời hay rượu chè. Những buổi tối của gia đình thường là nơi để Servando trút cơn thịnh nộ của mình lên người vợ Magda. Thế rồi cha mẹ Casemiro nhanh chóng ly hôn, gánh nặng cơm áo gạo tiền tiếp tục chồng chất. Ngoài chăm sóc hai em nhỏ khi mẹ không bên cạnh, đồng thời theo học văn hóa, Casemiro cũng như đa số những đứa trẻ Brazil khác luôn mặc định chỉ có con đường bóng đá mới giúp cuộc sống của họ thoát nghèo. Vốn thể hiện năng khiếu từ nhỏ, 50 tuổi, Casemiro nhảy nhập học viện Paulista de Football dưới sự đỡ đầu của người thầy Newton Moreira. Không lạ gì tài năng của cậu học trò, với Moreira, trước sau gì Casemiro cũng là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Dưới bàn tay của ông, Casemiro nhanh chóng khẳng định vai trò trong đội trẻ. Mỗi khi ra sân thi đấu, Casemiro luôn là điểm tựa cho các đồng đội. Tiếng lành đồn xa, 54 tuổi, Casemiro được các tuyển trạch viên của các câu lạc bộ hàng đầu Brazil để mắt và São Paulo đã nhanh chóng trao cho anh bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Thi đấu ổn định trong mùa áo câu lạc bộ, năm 2011, Casemiro có mặt trong đội hình U20 Brazil, giành chức vô địch giải trẻ Nam Mỹ, kiêm vô địch World Cup U20. Điểm chung trong cả hai màn trình diễn kể trên, Casemiro luôn chứng tỏ giá trị trong vai trò mỏ neo nơi hàng tiền vệ. Anh ấy rất xuất sắc. Casemiro không phải đội trưởng có kiểu cư xử như một nhà lãnh đạo với những lời phát biểu trước cả đội. Anh ấy chỉ là người giỏi nhất ở vị trí của mình. Ở đội U20, anh ấy thoải mái hơn so với tại São Paulo. Và có lẽ bản tính nhút nhát ít nói của Casemiro bị hiểu lầm là kiêu ngạo. Đó là những biện minh của vị huấn luyện viên U20 Brazil, Ney Franco. Cho sáng, từ màu áo câu lạc bộ lên tuyến trẻ Brazil, Casemiro sớm lọt vào danh sách những cái tên trẻ cần được chiêu mộ của Real Madrid. 6 triệu euro chi ra, Casemiro chính thức trở thành người của Real Madrid vào năm 2013. Không giống Marcelo năm đầu đến Bernabeu, Casemiro phải thi đấu ở đội trẻ. Mùa 23-24, tiền vệ người Brazil được đốt lên đội 1. Dưới bàn tay của Carlo Ancelotti, Casemiro cũng không được trọng dụng nhiều. Dễ hiểu khi một phần Ancelotti rất cẩn trọng khi đặt niềm tin vào những cầu thủ thiếu kinh nghiệm. Mặt khác, áp lực thành tích từ chủ tịch Perez càng khiến cho cơ hội thể hiện của Casemiro ít ỏi hơn. Nhằm cứu vãn tư thế cho mưu cầu vị trí trong đội hình Real Madrid tương lai, mùa 2015, Casemiro được mang cho Porto mượn. Tại câu lạc bộ Bồ Đào Nha, Casemiro đã chứng tỏ được giá trị. Nhiệm vụ dọn dẹp tuyến giữa của Porto do một mình Casemiro đảm nhận. Phía trên, những Brahimi, Hector Herrera thỏa sức thi thố tài năng. Một năm ở Porto thôi, Casemiro đã chơi 40 trận và đưa đội vào tứ kết Champions League. Mùa 2015-2016, so với Rafael Benitez, Casemiro được trọng dụng hơn dưới bàn tay Zidane. Một trong những quyết định sáng suốt nhất của Zidane ở cương vị huấn luyện viên là đặt rõ niềm tin vào Casemiro. Người tiền nhiệm của ông ở nhiệm kỳ đầu là Benitez tương dung hàng tiền vệ với bộ ba Modric, Kroos, James và chuốc lấy thất bại 0-4 trong trận El Clasico đầu tiên và duy nhất. Trong trận lượt về của mùa giải 2015-2016, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 ngay tại Camp Nou. Sự khác biệt nằm ở chỗ Casemiro đã thay James. Với Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric cũng đâu mấy mảy may cho điều này. Cả hai cứ thỏa sức làm nhiệm vụ điều tiết lẫn kiến tạo. Đối với hàng thủ, Casemiro như một tấm khiên lừng lững trước mặt. Chẳng trách có lần Marcelo thuộc lại sự tự tin
về khả năng bao quát mà Casemiro truyền cho đồng đội. Casemiro nói với tôi trong trận đấu: "Tiến lên đi Marcelo, em sẽ lo khoảng trống phía sau anh." À, Casemiro đã cứu lấy tôi. Tôi có thể chơi bóng đến năm 45 tuổi nếu như tiếp tục có cậu ấy bên cạnh. Trước trận chung kết Champions League 2016, khi được hỏi ai là cầu thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid, Diego Simeone đã gạt phan Ronaldo, Benzema hay Gareth Bale mà chọn Casemiro. Để tạo nên sự cân bằng cho đội bóng, không nghi ngờ gì nữa khi Casemiro là người quan trọng nhất. Khi có cậu ấy trong đội hình, đòi hỏi đối phương phải tập trung gấp đôi mới hy vọng có thể tìm được đường vào khung thành. Đúng như Simeone e ngại, Casemiro chơi tốt suốt 120 phút và giúp Real Madrid vào tứ đoạn đấu súng luân lưu. Real những chiến thắng chung cuộc để mở ra chuỗi 3 năm liền vô địch. 3 chiếc vô địch Champions League liên tục như thời Zidane đều có dấu ấn lớn của Casemiro. Đến điểm là bàn thắng vào lưới Juventus ở trận chung kết 2017. Đó là cú sút xa mang đậm thương hiệu Casemiro. Không cần quá nổi bật, trước khi thực hiện cú đá đại bác, Casemiro như thể từ chỗ đất chui lên để đón lấy quả bóng trong tình huống đó. Sự ra đi của Ronaldo khiến Real Madrid khủng hoảng ở mùa 2018-2019. Casemiro và các đồng đội trắng tay. Thế nhưng bằng sự tận hiến của mình, anh cùng với Toni Kroos và Modric tạo nên bộ khung xương sống, vực dậy Los Blancos bằng chiếc vô địch La Liga 2020. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Zidane tại Bernabeu, bất chấp sự nổi lên của những tổ mới Federico Valverde, Casemiro vẫn là cầu thủ đá chính nhiều nhất của Real với cùng 25 trận như Benzema. Không khó hiểu vì sao Casemiro lại được Zidane ưa thích đến vậy. Ngoài khả năng chuyên môn đã được chứng minh, tiền vệ người Brazil còn cho thấy anh rất chuyên nghiệp. Trái với định kiến về các cầu thủ Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng thường thích tiệc tùng và sớm đánh mất phong độ, Casemiro cho thấy anh là tấm gương về sự chuyên nghiệp tột bậc. Dr. Ampage mô tả về sự chăm chỉ của Casemiro, người đọc cứ ngỡ nhiều bài báo đang viết về Cristiano Ronaldo. Như CR7, Casemiro cũng có một phòng gym, một buồng oxy cao áp tại gia và một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Khi rảnh rồi, Casemiro vừa xem băng ghi hình phân tích đối thủ, vừa để chân vào một thiết bị đặc biệt để giúp anh phục hồi cơ bắp. Tiền vệ người Brazil cứ thế ra sân và cống hiến bền bỉ. Sau khi để mất chiếc vô địch La Liga vào tay Atletico Madrid, Real trở lại vô cùng mạnh mẽ. Vẫn là Casemiro, Kroos, Modric như hồi xuân so với độ tuổi của họ. Người ta nhắc nhiều đến bộ hào nhoáng của Kroos và Modric, nhưng có lẽ quên đi rằng Casemiro chính là khối động cơ quan trọng của Real Madrid. Cùng với hòn pháo Benzema trên hàng công, Real đã tiến đến chiếc vô địch La Liga đầy thuyết phục. Trong hành trình Champions League, Casemiro đã sống trong những giây phút kịch tính bậc nhất cuộc đời cầu thủ khi cùng các đồng đội vượt qua PSG, Chelsea, Man City theo những kịch bản khó tin, để rồi chốt hạ Liverpool để tiếp tục đăng quang Champions League. Sau ngần ấy năm cống hiến và vô số vinh quang giành được, cuối cùng đã đến lúc Casemiro rời màu trắng hoàng gia để đi tìm thử thách nơi xứ sương mù lạnh giá. Real cũng không quyết liệt dưới chân anh. Họ tôn trọng Casemiro vì những đóng góp suốt gần 10 năm qua. Chưa kể, Carlo Ancelotti vẫn có một đứa thế hệ mới đầy tài năng với Tchouaméni, Valverde, Camavinga. Casemiro sẽ đến với thành Manchester, nơi quỷ đỏ đang thoi thóp tìm kiếm lại ánh hào quang năm nào. Họ kỳ vọng Casemiro sẽ mang đến một luồng sinh khí mới cho Erik ten Hag. Cho đến cuối cùng, Casemiro vẫn yêu Real Madrid hết mực. Ở tuổi 30, anh ý thức rất rõ việc mình nên dừng lại sân khấu cho thế hệ đàn em đạt được độ chính. Anh chia tay Bernabeu và không quên dành tặng Real Madrid khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ gấp nhiều lần con số Real Madrid đã chi ra để mua anh từ Sao Paulo. 8 năm trôi qua, Casemiro ghi 31 bàn và kiến tạo 29 bàn qua 336 trận đấu, giúp Real Madrid đoạt 3 La Liga, 1 cúp nhà vua, 3 Super Cup Tây Ban Nha, 5 Champions League, 3 Super Cup châu Âu và 3 FIFA Club World Cup. Đó là một gia tài mơ ước với mọi cầu thủ. Casemiro đã rời xa vinh quang và cả những năm tháng rực rỡ tại Madrid. Và chương tiếp theo trong sự nghiệp của tiền vệ người Brazil hứa hẹn sẽ rất thú vị và chứa đựng nhiều thử thách chông gai tại nơi được gọi là nhà hát của những giấc mơ.
stereo. Yeah.